Hello, xin chào Nham đã quay trở lại kênh Alimetina. Trong tập 156, Đại sư sau khi nói về vấn đề hải thần đảo hấp dẫn quá, Đường Tam sau khi giải quyết công chuyện của đồng môn, thì hắn quyết định đi đến Hạo Thiên Tông một chuyến. Trước khi đi lên Hạo Thiên Tông, thì Đường Tam đã nhắn tin cho Đới Mộc Bạch và Châu Dũng Thanh ở Tinh La Đế Quốc là hãy quay về học viện Slash Khắc họp phát. Và tốc độ dép tin nhắn của Đới Mộc Bạch và Châu Dũng Thanh cực kỳ nhanh, chứ không như mấy bạn nữ không cần dép đã ban block tin nhắn vĩnh viễn. Đới Mộc Bạch đã vác xe 4 bánh chạy bằng động cơ ngựa chở hàng hóa của Chu Dục Thanh về học viện Slash Khắc. Ngoài ra, Đường Tam còn nói chuyện của Bạch Chấm Hương với Bạch Hạc. Bạch Hạc tại sao đã đồng ý chuyện quan hệ yêu đương nam nữ của Mã Hồng Tuấn và Bạch Chấm Hương, là sẽ cho Bạch Chấm Hương lóc cóc đi theo nhóm Slash Khắc thật quá đi đến Hải Thần Đảo. Dĩ nhiên Bạch Hạc cũng đưa ra câu trả lời nghe có vẻ vô sinh, nhưng vô cùng lại mang thai thuyết phục cho Đường Tam, là nghĩ cho gia tộc của mình mà thôi. Chỉ cần con chim Phượng Hoàng Lửa của Mã Hồng Tuấn phù hợp với con chim của Bạch Chấm Hương Tiêm Vi Vũ Yến mà ấp đẻ được đứa con trai đầu lòng, thì đứa con trai sẽ mang họ Mẫn. Chứ Bạch Hạc ban đầu không dễ gì đồng ý chuyện của em mái Bạch Chấm Hương và anh chóng Mã Hồng Tuấn. Dù sao thì Mã Hồng Tuấn cũng hội tụ cả bốn combo bất hạnh: vừa béo, vừa lười, vừa nghèo, vừa xấu, vừa không có tiền in hình đô la giải ngoài đường. Chuyển sang tầm 157, Đường Tam đã ôm ấp dùng tay sờ em thỏ Tiểu Vũ và dẫn Lâu Cao đi tìm nhà nghỉ trên Hạo Thiên Tông một chuyến. Nói chung là Đường Tam tìm nhà nghỉ vào nghỉ thì ít, mà vào mệt thì nhiều, là để Lâu Cao có chỗ phòng trọ yên tĩnh chế tạo ám khí của đồng môn, mà không lo bị các alo trưởng lão đồng môn mở alo làm phiền. Vì vậy Đường Khiếu cũng sắp xếp chỗ ở cho Lâu Cao. Trong cuộc trò chuyện giữa Đường Khiếu và Đường Tam đã kể về Thiên Đạo Lưu 99 cấp của Vô Điện, xem Đường Khiếu có biết không. Bởi vậy Đường Khiếu đã khoe về trận đánh làm nên lịch sử của tộc vạc búa Hạo Thiên Tông, là Hạo Thiên Tông cũng có một vị cực hạn đấu la 99 cấp Đường Thần. Đường Thần và Thiên Đạo Lưu từng combat với nhau một trận, kết quả con búa sắt của Đường Thần đã giành thắng lợi trước con chim cầm kiếm của Thiên Đạo Lưu. Cũng may Đường Thần ra tay vạc búa đội sức vui thôi, chứ vui quá thì Thiên Đạo Lưu không khéo chống nặng cả đời. Cũng vì Thiên Đạo Lưu dễ cơ so với Đường Thần, nên Thiên Đạo Lưu đã hứa với Đường Thần một sự kiện trong đời, là không bao giờ cho người Vô Điện bước lên Hạo Thiên Tông sinh sống. Trong cuộc trò chuyện tiếp theo của hai người, Đường Tam đã dò được cấp độ hiện tại của Đường Khiếu, là sắp vào cánh cửa siêu cấp đấu la 97 cấp. Ngoài ra thì Đường Tam cũng nói với Đường Khiếu là hắn sắp đi cách ly ngoài Hải Thần Đảo một thời gian và chưa biết ngày được trở về. Vì vậy Đường Khiếu cũng nói về thời gian oai hùng của mình với Đường Hạo, là hắn cùng với Đường Hạo từng sạch búa lên Hải Thần Đảo đưa thư tình của Đường Thần cho ba tay tay, và từng mâu chiến trẻ châu hổ báo xung đột với Hải Hồn Sư của Hải Thần Đảo. Với danh hiệu của Đường Hạo và Đường Khiếu ở đại lục lại sợ bọn họ quá cơ, cũng may là cả hai anh em chưa bị hồn sư của Hải Thần Đảo cho còng số 8 đấm cho vài phát. Nói chung là cả hai người vẫn được thả tự do trôi sông về với đất liền đại lục, nhưng có bị tím mặt lệch phao câu hay không thì cũng không rõ nữa. Thậm chí Đường Khiếu còn nói về sức mạnh của ba tay tay cho Đường Tam nghe luôn, là sau khi Đường Thần và Thiên Đạo Lưu di chuyển đến Hải Thần Đảo cày lên 100 cấp, thì ba người đã xảy ra một trận mây mưa 3 ngày 3 đêm. Kết quả đã được sắp xếp người mạnh nhất theo thứ tự. Người nằm bên trên Đường Thần và Thiên Đạo Lưu, cúp top 1 dành cho ba tay tay. Người giành huy chương bạc thứ hai là Đường Thần, và người thứ ba giành huy chương đồng là Thiên Đạo Lưu. Nói chung là Đường Khiếu cũng nói qua một số hạn chế của Hải Thần Đảo cho Đường Tam, là đến đây sẽ phải làm khảo hạch theo chỉ thị của Hải Thần. Ở diễn biến ngay sau đó, sau khi Đường Tam quyết định như đinh đóng cột vào Tiểu Vũ, là rời khỏi Hạo Thiên Tông, và đồng thời chạy đi gặp cha cụt tay cụt chân ở băng hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Ở đây Đường Tam đã kể lại một lượt quá trình từ lúc rời khỏi nơi này cho Đường Hạo nghe qua, từ việc Tiểu Vũ hiên tế trở thành con thỏ, và bây giờ trở thành con người, đến việc bốn tộc lực ngừng bắn phá đã gia nhập đồng môn, hay sắp đi xa bờ Hải Thần Đảo cây cấp. Đường Tam vì vậy đã muốn Đường Hạo và mẹ Ngân Cỏ hình dạng cây cỏ sẽ làm chứng việc mình và Tiểu Vũ được đến với nhau, là đính hôn cái đã. Còn về Đường Tam hôn vào chỗ nào của Tiểu Vũ thì chưa biết được. Chuyển về cánh thất bảo Ly Tông, thì chữ Phong Chí đã tán thành cho em Tháp Vinh Vinh được cùng xúc xích Áo Tư Tạp ra đảo cây cấp. Còn về Chu Trúc Thanh và Đỗ Bạch đã di chuyển thần tốc đến học viện Slash Khắc. Mã Hồng Tuấn thì bỏ hết liêm sỉ đang tan tỉnh em Bạch Chấm Hương. Cảm ơn anh em đã xem hết video.